làm con phải hiểu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công ơn sinh dưỡng, thế mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà khó ta, uống nước nhớ làm con phải hiểu. Ai ơi hãy nhớ công cha, đã vì đàn con không ai dìu dắt. Công đức cao dày, người ơi đừng quên. Không ai ghi sắc trong tâm, chân thành niệm kính, hương trầm nguyện giờ. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công ơn sinh dưỡng, thế mới là đạo con. Vì đâu anh đến người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta, uống nước nhớ làm con phải hiểu. Ai ơi hãy nhớ công cha, đã vì đàn con
không ai dìu dắt. Công đức cao dày, người ơi đừng quên. Công ai ghi khắc trong tâm chân thành niềm kính, hương trầm nguyện. Thank you.
Lòng
lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đưa mặt hồ, lời ru mát mát em như sao diêu dần dần. Nắng mưa xóm chiều vui cùng tiếng trẻ thơ, thương con thao thức bao đêm trường, con đại yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội réo cho mưa gió không quạng thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến quạng thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến. Thank you.
sau khi bản tin của Đài Truyền Thanh thông báo tin này đối với hội người cao tuổi, chúng tôi rất xúc động. Gần 400 cụ hội viên của hội thay mặt cho tất cả các cụ ban chấp hành chúng tôi, trước nhất đến từ lời chia buồn sâu sắc và có lễ viếng trước vong linh cụ. Mọi tiêu chuẩn chế độ của một hội viên chúng tôi đã thực hiện. Thay mặt toàn thể các cụ trong hội, chúng tôi bày tỏ sự tiếc thương đối với một hội viên, tình cảm làng xóm quê hương, đồng thời cũng là một hội viên của hội. Cụ mất đi là một tổn thất to lớn của gia đình, các con, các cháu mất đi người cụ, người bà, người mẹ thân thương đôn hậu. Chúng tôi cũng mất đi một hội viên, hội người cao tuổi mẫu mực trong đời thường, trong lúc sinh hoạt, trong lúc trao đổi mọi việc, trong lúc cụ còn sinh thời khỏe mạnh. Cụ là một trong những cụ tích cực của hội chúng tôi. Hôm nay cụ mất đi, chúng tôi bày tỏ lòng thương tiếc, và cuối cùng chúng tôi sẽ có lời biếu, xin mời ông Hiến lên có lời biếu trước vong linh cụ. Lời biếu cụ Trần Thị Loan, hội viên Văn Hồ Chí. Kính thưa hương hồn, thưa toàn thể gia tăng, thay mặt ban chấp hành và 382 hội viên người có tri hội con nhà, xin có lời biếu cụ. Mọi người cao tuổi thôn để cùng đoàn trò tình chung, sống vui sống khỏe xây u đó thăm hỏi động viên nhiều, quá đời biển ân thương cùng máu đưa tiền sẽ chia lộn buồn, tám ba thu sống trọn đời mấy đưa hạt đón cụ về cõi thiên. Nhớ thời các đổi công tuổi xuân cụ đã chung tay, tuổi già sống với đời thì trẻ son nhỏ lòng áo người, mỗi mùa thu có việc vắng người vắng cả lời chào, hỏi nhau điều làng vắng dấu chân người, xóm riêng tôi lửa xả đèn nhớ thương đành rằng quy luật của đời ngần sinh ngần từ phần đầy với nghĩa xóm tình người. Chẳng làm con nhớ khắc ghi mọi người, bà con trong xóm ngoài đưa thiên hồn nơi vô cùng thương tiếc Trần Thị Loan. Xin đề nghị các cô chúng ta dành phút tưởng niệm trước hương hồn, phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi thời gian để thăm hỏi chia buồn và có lời nhang thơm để còn chị kia không đến từ cũng biết nhà mình nhớ không. À, ở cái đường này hôm mà em quay cái hoa xương rồng này. Quảng Ninh, Quảng Ninh
Phượng. Phượng. Con khoái. Thank you.
cho chó hả? Thì chó hả cậu?
xin thay mặt cho gia đình xin cảm ơn cái đối ở cái chưa thôi đang làm bình nhỉ, làm lên đấy, cô đối làm lên đấy, lặt tay nhau giải trình tại sao hai đứa lại ngồi nhau á. Cái tết này chúng ta biết hả? Mời thầy trước hạn đúng là sau được hôm nay là nó viết tin là ăn
cùng với lại thay mặt gia đình xin cảm ơn gia đình. Có chị ở nhà. Đang theo tới rồi. Dạ, hoành tráng, hoành tráng. Hoành tráng à? Hoành tráng, hoành tráng. Có thể được điểm 10 không? Dạ. Tai to mặt lớn cả ha. Cháu giống rèn ông già. Trời ơi, lạc nước hai xe anh bỏ phí. Gặp thờ của tôi thì công. Nhưng mà bây giờ... Thank you.
tin qua đời, thay mặt cho cán bộ nhân viên công ty Tăng Lộc 6 Cộng hòa Quảng Ninh, chúng tôi về đây kính viếng hương hồn cụ, chia buồn với gia đình. Thay mặt cho gia đình xin cảm ơn lãnh đạo công ty Tăng Lộc 6 đã có chút thời gian để cúng viếng chia buồn cùng với gia đình. Mày hỏi xin thân đấy. Đừng cười lo, vội quá. Vội nó sẽ có rồi. Rồi, vội mà cháu nhớ lên xe mày. Thay mặt gia đình thì cũng cảm ơn bà mới về sáng nay nha, các cô rồi các bạn xuống. Tôi trước hết là đồng nghiệp, là anh em của Hưng nằm tại trung tâm khuyến nông thôn Vương tỉnh Hưng Yên. Hôm nay được biết cụ và bà của Hưng 20 về già, thì chúng tôi có đèn nhang thơm đến để chia buồn cùng gia đình và tưởng nhớ Hưng hồn cụ. Xin phép gia đình cho chúng tôi kính thưa ở trung tâm khuyến nông thôn Vương tỉnh Hưng Yên và chúng tôi 250 về già được tập thể đến cúng viếng và chia buồn gia đình. Chúng tôi không nói gì hơn hết, chỉ không lời chân thành cảm ơn và đại diện anh em trong trung tâm và mời mấy anh em uống nước của gia đình. Trong cái trường hợp thì 25 người về già,
trước khi
Tôi xin báo cáo với nhân dân đã đến giờ ban tang lễ chúng tôi làm việc. Kính thưa Hương Hồn, Trần Thị Ngọt, kính thưa toàn thể gia đình, kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng chính quyền địa phương, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa nhân dân về sự tang lễ cụ Trần Thị Ngọt. Năm bệnh đã được gia đình hết lòng tập trung cứu chữa, nhưng vì tuổi cao sức yếu, cụ đã không vượt qua được, cụ đã đi về quá vĩnh hằng. Trước giờ phút vĩnh biệt cụ và tiến đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Tiến Phượng, thay mặt ban tang lễ nên đặt vòng hoa và thắp nén hương thơm để tưởng nhớ hương cụ. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Danh Vượng, thay mặt ban tang lễ nên đọc lời biếu. Xin kính mời ông. Kính thưa cơ hội cụ Trần Thị Ngọt, kính thưa gia đình cao quyến, kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện các đảng huyện địa phương cùng ban tang lễ, kính thưa toàn thể nhân dân về dự tang lễ cụ Trần Thị Ngọt, tôi thay mặt cho ban lễ tang xin gửi tới gia đình lời thăm hỏi ân cần, lời chia buồn sâu sắc. Sinh lão tử bệnh đó cũng là quy luật của loài người, sinh rồi tử rồi đến tử, không tồn tại của loài người. Cụ Trần Thị Ngọt hôm nay không còn, cụ đã ra đi về cõi vĩnh hằng để lại cho các con các cháu bao nỗi nhớ tiếc thương. Để trước khi đưa cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng, chúng ta ôn lại 83 năm qua cuộc đời của cụ sống và làm việc tại quê nhà. Cụ Trần Thị Ngọt sinh năm 1925 tại quê nhà, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân hiền lành, giản dị, chân chất. Cụ được gia đình nuôi dưỡng lớn khôn cho đến tuổi trưởng thành rồi để xây dựng gia đình cụ, và cũng như bao gia đình khác làm lụng lao động tham gia sản xuất với xào ruộng và vườn, nắng mưa nhọc nhằn khổ sở biết bao gian lao và vất vả, cũng không quản các con lớn khôn bố mẹ tuổi già vui đùa với các cháu nhỏ, tình cảm hạnh phúc gia đình chưa được là bao. Cụ ông lâm bệnh đột ngột ra đi để lại cho cụ bà bao nỗi nhớ thương, bao công việc chồng chất trong gia đình. Rồi cụ động viên các con các cháu luôn chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, mọi quy định của địa phương. Kính thưa nhân dân về dự tang lễ, hai cụ sinh được 4 người con, 3 trai và 1 gái. Hai cụ nuôi dạy các con khôn lớn và đã trưởng thành, đều là cán bộ công nhân viên chức của nhà nước. Nay các con của cụ đã yên về gia thất. Cụ Trần Thị Ngọt do tuổi cao bệnh trọng, cụ đã được các y bác sĩ chăm sóc thuốc thang và biết bao công lao phụng dưỡng của các con các cháu của họ hàng nội ngoại hàng xóm láng giềng thăm hỏi ân cần. Cùng do tuổi cao bệnh trọng, cụ không qua khỏi đã từ trần hồi 12:30 ngày 18/6/14/5 năm bị hòn cùng chuẩn hòn 83 tuổi. Cụ ra đi là một tổ thất lớn lao cho gia đình, con mất mẹ cháu mất bà, cháu làng mất đi một người bạn nắng giềng đáng kính, hội người cao tuổi mất đi một hội viên gương mẫu, hội nông dân mất đi một hội viên tích cực. Hình bóng của cụ vẫn còn in đậm mãi
trong nỗi nhớ của chúng tôi đến chức cụ yên giấc ngàn thu. Để trước lúc đưa cụ ra nơi yên nghỉ cuối cùng, chúng tôi đề nghị toàn thể nhân dân cùng ban lễ tang chúng ta để dành một phút tưởng niệm rồi tiến đưa cụ ra nơi yên nghỉ cuối cùng. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi lãnh đạo hội cao tuổi, hội nông dân tập thể, hội hiếu xóm nghĩa kiều, hội phụ nữ chí, hội đồng liên Bính Thân thôn Thanh Củ, hội đồng học lớp 10 y trường trung học phổ thông Kim Động khóa 1972-1975. Kính thưa các già tín lão thôn Thanh Củ, kính thưa ban đại diện cho lãnh đạo trung tâm khuyến nông khuyến ngư tỉnh Hưng Yên, kính thưa ban lãnh đạo và tập thể trường trung học cơ sở Ngọc Thanh, trường tiểu học Ngọc Thanh, trường trung học cơ sở Ngọc Thanh cùng hội phụ huynh các nhà trường, kính thưa ban lãnh đạo công ty cổ phần than Cọc Sáu thị xã Cẩm Phả Quảng Ninh thuộc tập đoàn than khoáng sản Việt Nam cùng đại diện tổ kết mát sửa chữa ô tô công ty cổ phần than Cọc Sáu, kính thưa các cụ các ông các bà trong thôn xóm, kính thưa các gia đình thông gia cùng toàn thể họ hàng nội ngoại của tang quyến. Bà mẹ chúng tôi vì tuổi cao sức yếu bệnh nặng, mặc dù đã được con cháu hết lòng cứu chữa nhưng không qua khỏi đã từ trần, và đã được các cơ quan đoàn thể họ hàng nội ngoại, bà con nơi xóm, các gia đình thông gia và bạn bè gần xa đến phúng viếng và chia buồn cùng với gia quyến. Thay mặt cho gia tộc và gia đình, tôi xin trân trọng cảm ơn. Ta bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ. Và sau khi đưa đám tang, gia đình có lời mời các cụ, các ông, các bà, các anh, chị em về nhà tang chủ uống nước, hút thuốc, ăn trầu và chia buồn cùng với gia đình. Xin hết. Chậm chậm một tí thôi, không phải đi nhanh quá. Đằng sau người ta không đi kịp đâu.
đi trước đi, ai đi sau không trời. Mày mang đồ đi cậu. Thái nhỉ?
trước thì tí vỡ đầu, ngồi nó trù trướng. Thế á? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh buồn thay thôi, dân làng.